Mình là sang con Nichiwa, An Channel là An です. Yahoo, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm gì đây? Vì sắp đến kỳ thi GRPT lần tiếp theo rồi đúng không? Cho nên là hôm nay mình muốn cùng với các bạn sửa lại cái đề N3 đợt vừa rồi tháng 7 năm 2019. Phần đầu tiên, phần gôi và bưng bô. Thì đối với mỗi phần mình sẽ sửa chi tiết và ở cuối mỗi phần mình sẽ cho các bạn những cái cốt dự là gọi là những cái bí quyết để mà làm cái phần đó tốt hơn. Cho nên là hãy theo dõi đến cuối video nha. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi đến môn đai 1 ha. Môn đai 1 là đọc kanji đúng không? Thế này không có gì phải bàn cãi. Muốn làm được thì phải học kanji đúng không? Rồi mình vô câu đầu tiên luôn ha. Konomai yorimo osoku natte shimaimashita. Chữ này là osoku ha, chữ trì nghĩa là chậm đó. Konomai yorimo osoku natte shimaimashita có nghĩa là đã chậm hơn, trở nên chậm hơn so với lúc trước. Rồi, qua câu số 2. Kono pen o tsukatte sen o kaite kudasai. Rồi chữ này là chữ tuyến. Chữ tuyến là tuyến trong tiền tuyến đó, tuyến đường đó, có nghĩa là đường thẳng. Thì tuyến là sen đúng không? Có đáp án là số 2. Kono pen o tsukatte sen o kaite kudasai, nghĩa là hãy dùng hãy sử dụng cái bút này và vẽ một cái đường thẳng đúng không? Rồi, qua câu số 3 luôn ha. Natsuyasumi wa chousa ni iku tsumori desu. Rồi, chữ này là chữ chousa, chữ điều tra. Điều tra đây không phải là điều tra trong kiểu cảnh sát, điều tra hình sự giống như trong tiếng Việt đâu ha. Điều tra này có nghĩa là đi khảo sát, đi tìm hiểu một cái gì đó. Rồi, chữ này đọc là chousa là đáp án số 2 ha. Thì các bạn nhìn chữ điều là nó có D, I, E, U đúng không? Thì 2 hay là 3 nguyên âm mà đứng kế nhau như thế thì chắc chắn là nó sẽ có trường âm. Và chữ tra là chữ ngắn thì nó sẽ không có trường âm. Và các bạn để ý là những cái chữ ngắn như thế này thì cái nguyên âm ở trong cái từ Hán Việt đó nó sẽ giống với cái nguyên âm ở trong tiếng Nhật luôn. Ví dụ như là chữ tra thì chuyển qua tiếng Nhật là chữ xa. Đó kiểu vậy, cùng là nguyên âm A. Đó là những cái mẹo để mà học kanji ha. Rồi, đến câu số... chưa dịch. Natsuyasumi wa chousa ni iku tsumori desu. Cái mùa hè, cái kỳ nghỉ hè thì tôi định đi điều tra, đi khảo sát ha. Rồi, đến câu số 4. Kesa yubin ga todokimashita. Chữ này là bưu tiện đúng không? Yubin. Thì như mình nói lúc nãy đó, cái chữ bưu này nó có hai cái nguyên âm là ư và u đứng kế nhau thì tất nhiên là trong âm nhạc của nó sẽ có trường âm. Nên đọc là yubin đúng không? Đáp án số 4 ha. Rồi, đến dịch ha. Kesa to yubin ga todokimashita, nghĩa là sáng nay thì đã có bưu phẩm nó được gửi đến. Rồi, đến câu số 5. Koshi ni kusuri o nutte moratta. Koshi ni kusuri o nutte moratta. Rồi, chỗ này là chữ koshi. Koshi là cái eo, cái lưng đó. Rồi, hai chữ này thì phải học thôi. Một cách nào khác chữ này đọc là koshi ha. Đáp án số 3. Koshi ni kusuri o nutte moratta có nghĩa là tôi đã nhờ ai đó đúng không? Tôi đã nhờ ai đó gọi là xoa thuốc vào cái lưng của tôi đó. Te moratta nghĩa là làm ai, nhờ ai đó làm giùm cái gì đó đúng không? Rồi, roku ban. Aduiteru uchi ni hogaku ga wakaranaku natta. Rồi, chữ này đọc là hogaku ha. Chữ phương này thì nhiều bạn biết đọc là hô rồi đúng không? Chữ phương nó dài dài như vậy chắc chắn là sẽ có trường âm he. Rồi chữ giác này, chữ giác thì đầu tiên âm cưng của lộn âm on của nó thì sẽ là kaku hoặc là gaku ha. Thì có một mẹo nữa gọi là ở trong âm Hán Việt nếu nó kết thúc bằng chữ c thì khi mà chuyển qua âm on nó sẽ là chữ ở cái cuối cùng của nó sẽ là chữ cư, nên đây là chữ giác đúng không? Thì nó sẽ là gaku hoặc là kaku. Rồi, chữ này đọc là hogaku, có nghĩa là nó giống như chữ hô cổ đấy mà phương hướng đó. Cho nên là aruiteru uchi ni hogaku ga wakaranaku natta, nghĩa là trong cái lúc mà nani suru uchi ni, rồi ngữ pháp để ý luôn ha. Nên là trong khi mà tôi đang đi bộ thì tự nhiên tôi mất phương hướng, tôi không biết phương hướng nữa. Rồi, tiếp theo là 7番. これを包んでもらえませんか?
Rồi chữ này là chữ bao. Bao nghĩa là bao lại đúng không? Thì chữ này là tsutsumu, là tsutsunde. Đáp án số 3. Rồi cái này phải học âm cưng thôi. Kore o tsutsunde moraemasen ka? Nhờ vả đúng không? Nani shite moraemasen ka? Nghĩa là bạn có thể giúp tôi bao cái này lại được không? Gói cái này lại được không? Rồi câu số 8 ha. Chūshoku no ato wa kōjō kengaku desu. Rồi, chữ này là chữ ăn trưa đó. Các bạn để ý ha, cái chữ chūshoku này nó là chữ trú thực ở trong Hán tự, Hán Việt. Nhưng mà chữ trú thì lại nó ngắn, nhưng mà nó lại có trường âm, cho nên là các bạn phải để ý những cái ngoại lệ như thế này. Còn chữ thực thì nó là shoku. Đó, giống như là như lúc nãy mình nói, nó kết thúc bằng chữ cờ, chữ c. Thì khi mà chuyển âm on thì nó sẽ là chữ cư, và shoku là chūshoku. Chūshoku đúng không, là bữa ăn trưa. Ok, rồi, hết môn đai số 1 ha. Thì lời khuyên cho cái môn đai kanji này thì thực sự là rất dễ. Các bạn chỉ cần học bài thôi. Và tất nhiên là cần phải có những cái gọi là mẹo khi mà đọc kanji, nhất là âm on. À, mình nghĩ là nó sẽ ra khoảng một vài câu âm on và một vài câu âm cưng. Thì âm cưng không một cách nào khác là phải học thuộc lòng. Còn âm on thì chúng ta có thể suy ra bằng một số những cái mẹo, như là lúc nãy mình vừa chia sẻ đó. Cho nên các bạn cũng để ý những cái mẹo này khi mà mình học âm on của kanji. Và cái môn đai đầu tiên này là cái môn đai cực kỳ là dễ lấy điểm, các bạn chỉ cần học bài thôi. Cho nên là nói chung là nhìn vào biết là biết, còn không biết là không biết. Cho nên là các bạn thực sự đừng mất thời gian quá nhiều cho nó. Không biết thì cứ tô đại luôn, hoặc là đoán. Còn những cái từ nào biết thì cố gắng đánh cho chính xác, đừng để sai những cái cơ bản mà ngớ ngẩn như là trường âm hay là cái gì đó thì sẽ rất là phí. Lời khuyên cho phần 1 chỉ có như vậy thôi, cố gắng học kanji thật là nhiều nhé. Rồi bây giờ mình đi đến phần 2 ở trong đề thi N3 đợt vừa rồi, đợt tháng 7 năm 2019, các bạn cùng xem, cùng biết cách giải. Rồi thì cái phần 2 này nó ngược lại với phần 1 đúng không? Phần 1 là cho kanji đọc hiragana và phần này là cho hiragana và đọc kanji. Thì các bạn phải lưu ý một điều là ở trong tiếng Nhật có rất là nhiều từ đồng âm. Có nghĩa là chữ hiragana của nó thì giống nhau nhưng mà kanji của nó thì khác nhau. Và nó sẽ ra những cái chữ kanji mà nó chỉ khác nhau vài nét thôi. Cho nên tuyệt đối các bạn khi mà học kanji phải thật là cẩn thận, và các bạn phải biết nghĩa của nó, biết cách dùng của nó. Mình đi đến câu số 9 nha. Câu số 9 đầu tiên là saisho ni kita no wa Suzuki-san desu. Rồi, saisho là đầu tiên đúng không? Cái người mà đầu tiên đến là Suzuki-san. Saisho này thì tất nhiên là đáp án số 3 rồi đúng không? Cái này nó chữ sai giống nhau hết nè. Chữ đáp án thứ nhất là saigo, là cuối cùng đúng không? Ngược lại với saisho. Câu số 2 là saishi. Saishi. Chữ shi này là chữ hajimeru, chữ bắt đầu đó. Còn đáp án số 4 là saishu. Saishu là cuối cùng. Nhưng mà nó không giống như là đáp án số 1 đâu nha. Cái đáp án thứ nhất là cái saigo này nó là một cái gọi là cuối cùng trong cái thứ tự, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đến cuối cùng. Còn cái saishu, cái đáp án số 4 này nó là kiểu như là saishu teki, là một cái gì đó mang kết quả cuối cùng ha. Rồi đến câu số 10. Kino no yoru 30 phun teiden shita. Kino no yoru 30 phun teiden shita. Rồi tối hôm qua thì đã cúp điện 30 phút đúng không? Chữ T đen này là cúp điện. Nó viết bằng chữ đình điện đó. Rồi trong 4 đáp án này thì chỉ có số 4 là đình điện thôi ha. Đáp án thứ nhất là sô đen. Chữ sô này có nghĩa là gọi là tẩy đi đúng không? Đó, nó kề sư là tẩy đi. Rồi đáp án số 2 là chữ thiết điện đúng không? Là chữ cắt điện. Cắt điện chứ không phải là mất điện ha. Rồi đáp án số 3 là chỉ điện. Chỉ điện thì cũng không đúng, nên chỉ có đáp án số 4 thôi. Tê đen là cúp điện. Này học tôi vẫn phải biết đúng không? Rồi câu số 11. Kono bunshō yaku shite moraemasen ka? Rồi, có thể dịch cái bunshō này, có thể dịch cái đoạn văn, cái bài văn này ra giúp tôi không? Shite moraemasen ka? Là làm cái gì đó giúp tôi đúng không? Có thể làm cái gì đó giúp tôi không? Thì yaku sư này là chữ dịch. Dịch đó, đáp án số 1. Đáp án số 1 là chữ dịch luôn. Rồi đáp án số 2 là chữ thiết, chữ thuyết. Thuyết là trong chữ setsume, chữ nói chuyện, nó là không đúng rồi. Chữ đáp án số 3 là kishite, chữ ký. Ký này là viết. Đáp án số 4 là chữ ngữ.
Thì này cũng không đúng luôn, cho nên là đáp án là đáp án số 1 ha. Rồi, có thể dịch cái văn bản này ra giúp tôi không? Đến câu số 12, Atarashi kagu o kaitai desu. Rồi, kagu là gia cụ, là dụng cụ gia đình đó, là những cái đồ vật ở trong gia đình, đồ gỗ ở trong gia đình đó. Còn đáp án số 4 là đạo bối. Bối này là con sò, là đạo bối là sai rồi. Nói chung là ở đây chỉ 7 các bạn, là các bạn có biết chính xác chữ cai hay là chữ cụ đó, chữ gư viết như thế nào hay không thôi. Nhớ để ý khi mà mình học thì nhớ để ý nha. Rồi đến câu số 13, Hakono uchigawa o mite kudasai. Hãy nhìn vào phía trong của cái hộp, đúng không? Uchigawa là phía trong, chữ uchi này là chữ nội rồi ha. Thì ở đây mình có hai đáp án số 3 và số 4 là có chữ nội này. Rồi thêm một cái 7 nữa, nó giống như ở trên, nó chỉ khác nhau cái bộ. Đáp án số 3 là bộ thủy, đáp án số 4 là bộ nhân đứng, đúng không? Thì cái chữ gawa này nó là chữ chắc, là ở cái phía bên nào đó, thì tất nhiên là đáp án số 4. Cái đáp án số 3, cái mà có 3 chấm thủy này, nó cũng là chữ chắc luôn, nhưng mà nó là chữ hakaru đó, nó là đo chứ không phải là cái phía. Rồi các bạn đừng nhầm lẫn ha. Rồi mình đi đến câu số 14 ha. Moskoshi asai sara ga hoshi desu. Tôi muốn một cái đĩa asai hơn một chút xíu, đúng không? Asai là gì? Asai là nông, là cạn đó. Thì trong bốn chữ này, chữ nông cạn là đáp án số 2, đúng không? Rồi đáp án thứ nhất là kadui, chữ khinh, là nhẹ. Đáp án số 3 là chữ hậu, chữ atsui, là dày. Đáp án số 4 là kumakai. Kumakai là kiểu chi tiết, chi ly đó. Mình chỉ có đáp án số 2, chữ asai, chữ này là chữ thiển đó. Ở trong tiếng Việt mình hay có chữ thiển, là thiển cận đó, đúng không? Là nông cạn đó. Rồi, hết môn đai 2. Các bạn thấy như thế nào? Học bài thôi. Nhớ là cái mẹo trong cái môn đai 2 này là khi mà học kanji thì các bạn nhớ là phải học để ý những cái bộ của nó, cho nên rất là quan trọng khi mà các bạn học kanji theo bộ, các bạn phân tích ra nó thành bộ thì các bạn sẽ tránh được cái sự nhầm lẫn. Từng cái bộ nó sẽ mang cái ý nghĩa khác nhau, cho nên là cái chữ mà đi với cái bộ đó nó sẽ mang một cái ý nghĩa đó. Thì nhờ một cái sự học theo bộ như thế thì các bạn sẽ phân biệt ra được dễ dàng hơn và tránh nhầm lẫn. Bạn nhớ là phải biết nghĩa của từng cái hán tự và xem cái văn cảnh sử dụng của nó nữa nha. Ở trong cái đề này thì không có, nhưng mà trong một số trường hợp nó sẽ ra hai cái hán tự mà cách đọc y chang nhau luôn. Cho nên các bạn sẽ phải xét về cái văn cảnh và cái nghĩa của cái từ đó, thì dùng lựa chọn cái hán tự nào cho thích hợp ha. Rồi hẹn lại các bạn ở clip giải đề tiếp theo nha. Bye bye.